Các bạn thấy cái map này nó quen thuộc không? Đây là hành tinh của chúng ta các bạn ạ. Mình đã lát cái map này lên từ Steam Workshop các bạn. Không phải map của mình nha. Mình chỉ chơi map của người ta thôi. Mình kiếm Việt Nam coi. Ôi, ở đây nó thiếu thiếu cái gì nha. Không được, không được. Không được, không được, không được. Thiếu cái này là không được nha. Đâu rồi? Không, không được to quá. Chấm thôi. Trên đây đúng không? Nó không có giống như là mình tưởng tượng ha. Nó không có thể nhỏ nữa các bạn. Mình có thể mình có thể thế mà. Từ lấy biển thôi. Từ từ mình có thể cho nó chấm chấm mà đúng không? Ở đâu ta? Mình khác nè. Mình có thể cho nó là chấm 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 mà u nhiều quá không được, không được, chấm này to quá các bạn, không được. Nhưng mà hết rồi, hết mất rồi, đại khái thôi, khái thôi các bạn, chứ nó không có cho nhỏ nữa. Ở dưới đây nè đúng không, ở trên này là một rồi nè, ở trên này là có nè, có của mình đây nè, ở dưới này cũng có luôn, mình đại diện bằng mấy chấm thôi nha các bạn. Đây rồi, nó bớt để cho nó cách xa nhau ra. Ok vậy đi, rồi ở đây và ở đây tượng trưng cho Trường Sa và Hoàng Sa các bạn. Làm sao mà cướp Trường Sa Hoàng Sa của Việt Nam được, mình phải vẽ lên map này làm thiếu các bạn. Không sao, người ta là nước người nước ngoài, người ta cũng không để ý nhiều đâu. Nhưng mà mình là người Việt thì mình phải để ý. Ở đây là Nga rồi. Ở đây là Châu Phi. Ý, Châu Phi nó cũng làm giống giống ha. Ở dưới đây là Nam Cực các bạn. Nam Cực. Nam Cực thiếu cái gì ta? Nam Cực thì phải có gấu chứ đúng không? Có gấu Bắc Cực không? Mẹ nó. Không có con gấu Bắc Cực nào luôn các bạn. Không có gấu Bắc Cực. Chỉ có gấu gấu lớn thôi. Cái này nó chưa có update gấu Bắc Cực. Rồi. Cho một hai cái một tháp băng cũng không 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 hình thành được luôn hả? Đây có băng hả? Con nhỏ thế. Mau. Không hình thành được luôn các bạn. Lạnh quá hay sao á? Từ từ để thả con gấu này coi. Con này hình như nó ủa nó thành gấu Bắc Cực không, thấy nó trắng trắng kìa. Đây được ạ. Gấu 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 thường thả xuống thành 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 gấu Bắc Cực các bạn. Thôi vậy đi ha, thôi hai ba con gấu Bắc Cực thôi. Bên Queen hãy chim đến cục xuống các bạn. Cái chỗ này là cái dùng gì nè, nó trắng trắng thì kỳ á. Thôi không sao, giờ mình làm gì tiếp đây? Ở đây là Đan Mạch mà sao to thế? Đan Mạch hay là Alaska ta? Theo mình nhớ là Đan Mạch. Ở đây là nước Anh nè, nước Anh với xứ Wales nè, nằm kế bên nhau, nó hai hai cái thằng nó chút xíu à. Mình zoom ra thì mình mới thấy nó chi tiết các bạn, mình zoom ra mới thấy nó chi tiết, còn không còn kiểu như là mình xem thôi, nó không, nó chỉ là những cái pixel thôi đó. Vô đây là nó chỉ là những cái pixel thôi. Rồi đây là biển Địa Trung Hải nè. Cái đường này là kênh đào nè, kênh đào Suez đó ta. Suez nằm bên nào ta, mình cũng chẳng nhớ nữa. Panama thì nó nằm ngay ngay cái eo này nè. Kênh đào Panama là nó nằm ngay cái eo nhỏ nhất. Để mình chấm thêm một cái cho nó thực tế nha các bạn. Kênh đào Panama nằm đâu đây nè. Nó là chút xíu vậy thôi, nó là một cái đường chút xíu rồi thôi. Nó nói vừa Bắc Mỹ với Nam Mỹ. Đây Brazil nè, những cái đất nước lớn nè. Đây là đảo Madagascar rồi nè. Madagascar là cái cuộc phiêu lưu của con sư tử các bạn. Con sư tử ở đây không có. Mình tính thả mấy con giống giống trong phim Madagascar vô trong cái đảo này, nhưng mà rất là tiếc là không có tụi nó. Rồi những con người đầu tiên cho vua Hùng đi dựng nước nào.
Ủa, đọc đâu rồi, human đâu rồi, đây. Lâu Hò, à, lũi qua thua. Campuchia chiếm hết tụi nó. À. Ồ, nhưng mà À. người này sao không không có có dựng nước xây nhà ta? Có không? À. Tụi mày có dựng nước xây nhà không? Ồ, nó lũi qua bên cái mé của mấy con cu Trung Quốc rồi. Từ từ để mình coi coi lục coi. Rồi, chiếm biên giới. Rồi mấy cái này thì mình mặc định từ tập trước rồi các bạn. Thiên tai. Rồi. Ủa, cái nền mấy cái nền văn văn minh sao con người không không có làm nền văn minh ta? Sao để mình thả ở cái nơi những con F ở cái nơi mà ok, thành lập Vương quốc rồi các bạn. Má ơi, mấy anh Trung Quốc. Chắc tại đây đất nhỏ quá hay sao á. Thôi, coi như đây là chỉ là một cái map thôi nha các bạn. Nó không có theo cái ý của mình được. Rồi, một ngôi làng mới được thành lập rồi nè. Ngôi làng tím tím ở đâu? Tuốt qua bên Triều Tiên luôn. Ở đâu? Cái này không, không, Triều Tiên nằm đây nè, Triều Tiên nằm đâu đây nè. Ở đây là ở đây là Nhật Bản nè. Hình như đây á. Hình như đây nè. Ra tới Hàn Quốc Triều Tiên luôn rồi. Cái thanh niên này dữ dằn thiệt chứ. Rồi, thì tất nhiên là mình sẽ cho nó chiếm cái vùng sa mạc cho rồi các bạn. Mình sẽ cho ọt ở châu Phi đi. Binh đoàn ọt sẽ chiếm cứ vùng đất châu Phi các bạn. Mấy thằng Mỹ nó cao lắm, mấy thằng người Mỹ nó cao lắm các bạn. Cho nên mình sẽ cho nó là người lùn. Ok, Nam Mỹ dân Brazil. Dân Brazil hả? Chết bà, dân Brazil thì sao ta? Brazil đá banh hay lắm. Cho là người đi. Rồi Úc. Nước Úc thì nhiều thổ dân lắm, thổ dân cho là ọt hay ha. Ở đây thì người sống được không ta? Ở đây là nó có cái gì ấy các bạn? Ghê lắm. Nó cao hay sao á? Ở đây là ở đâu ta? Ở đây là Canada các bạn. Canada là sao nhiều núi với ta? Mấy này làm Canada nhiều núi quá. Ở cái hồ này là cái hồ gì quên bà ấy tên này. Ở giữa cái ranh giới của Mỹ với Canada nó có một cái thác Niagara. Nhưng mà ở đây nó không có thể hiện các bạn. Thôi kệ bà anh đi. Bye bye. Ví dụ gì à? Quay cái quýnh lộn quýnh lạo gì thì nói tao trước tiếng nha. Ok, bây giờ mình sẽ cho đồng hồ cát nó lên năm nha. Ê, chậm lắm. Ủa, Ấn Độ hả? Ấn Độ hả? Ấn Độ, Ấn Độ, Ấn Độ, Ấn Độ. Ấn Độ. Ấn Độ thì cho nó là ở đây là này là người rồi. Này người rồi nè. Có thêm người đi các bạn. Không phải người à? Ê, không phải người vậy là người lùn hả? Hay là ốc? Mình thả bên châu Phi chắc đám này nó chạy qua thì sao á? Màu xanh xanh là F. Xanh xanh là giống F quá ta. Chết bào, không phải F rồi. Người lùn. Ok, nó là ọt các bạn. Rồi, Ấn Độ thì da hơi ngăm, cho nó ọt đi. Rồi, ở đây thì châu Âu. Châu Âu thì có tộc ở đây cũng ọt luôn rồi. Châu Âu ọt chiếm rồi các bạn. Mình để F đi. Vòng vòng mình kiếm F mình để xuống. Ở đây đi. Chưa. Ép dẫn nước đi chứ. Mấy tụi nó bắt đầu chạy hết rồi đó. Ở đây thì có một cái thế lực siêu nhiên gì đó không ta? Thế lực má ơi rừng rậm mà. Có một cái thế lực siêu nhiên gì đó ở cái vùng này không? Đó là đây, công nghệ gì nè? Ở công nghệ đồng hóa nè. Để dựng ở đây được không? Cái này thì nó sẽ xây đất các bạn. Kiểu như là nó sẽ chiếm đất và tạo ra những cái con drone như thế này. Con drone này thì nó kháng lửa và bất tử các bạn. Nó có đam nha, sát thương 4 lần á.
để đảm bảo là nó không có chiếm hết được cái đất ở đây. Nhưng mà nó có bị hạn chế không ta? Ừ, mình sẽ cho nó biệt lập luôn các bạn, không 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 cho nó dính vô đất nha, không cho nó dính vô đất. Sẽ lan ra đó. Không hay đâu. Muốn mình chỉ muốn đa dạng thôi chứ mình không muốn game nó mất cân bằng. Lan đây là hết rồi, lan ra đây là đâu còn lan ra được nữa. Rồi, kệ nó đi. Rồi chúng ta coi sơ họt nha các bạn, họt nha mấy mấy thanh niên ở đây. Việt Nam nè, Hoàng Sa Trường Sa thì ở đây thì chưa có ai chiếm hết á, chưa có ai ở hết. Hoàng Sa Trường Sa là cát các bạn, những cái đảo thôi, nó là những cái đảo thôi. Ở đây thì thiếu Thái Vịnh và Thái Lan nên thiếu đảo Phú Quốc với Côn Đảo nằm đâu đây nè các bạn. Mình sẽ cho mình tượng cát tượng trưng đi ha. Đây đây là Côn Đảo, ok. Đây là Phú Quốc, ok. Phú Quốc sao sao nằm dính vô rồi, Phú Quốc nằm giữa giữa thôi, ok. Đây Phú Quốc đây các bạn. Rồi nó hơi, nó nằm hơi gần Indo. Ô Malai hay Indo ta, dưới này hình như Malai á, Malai các bạn đúng không? Dạng này Malai rồi nó chia với Indo. Indo thì dạng đảo bên này. Ui cái gì, thằng nào bị diệt rồi kìa. À, nó chỉ đổi vô thôi các bạn, mấy cái vương quốc này vẫn vẫn chưa có gì. Rồi bên đây là lùng, bên đây là riết, không biết thằng nào với thằng nào luôn các bạn. Thằng xanh này là người nè, để mình coi coi cái tông màu coi. Nó có nền văn hóa nè, vương quốc cho nó hiện vương quốc đi. Rồi ok xong. Ừ, cũng nhanh đó chứ. Trên này sao rồi, này trên này nó vẫn bị kẹp các bạn, nó không phải là đồng bằng cho nên là nó cũng không có phát triển được nhiều đâu. Ở đây thì kệ nó đi, mà mình đâu có nghĩ là cái thằng Đan Mạch nó bự vậy đâu, nó đâu có bự bằng nguyên cái nước Mỹ như thế này, nó chỉ là một cái miếng thôi. Ở đây là đảo gì ta? Hawaii hả? Hawaii hả? Hawaii nằm đâu đây nè? Ở đây như Hawaii hay sao á? Rồi ở đây là Bắc Cực các bạn, Bắc Cực thì sẽ là băng thôi. Nó sẽ là băng nhưng mà nó không, nó là nước nước đông chứ nó không có nền nha các bạn. Bắc Cực nó có băng nhưng mà nó không có nền. Chỉ có thằng Nam Cực này là nó là lục địa các bạn. Nam Cực là lục địa, còn Bắc Cực á, nó chỉ là nước thôi, nước nước đóng băng thôi, nước đá thôi. Chúng ta xem sơ sơ coi, coi quốc gia nào đang chiến quốc gia nào vậy. Rồi mình xem cái mối quan hệ giữa nó có cái xem mối quan hệ giữa các quốc gia mà đúng không ta? Thông tin tình bạn. Nó có thông tin, mình xem mối quan hệ giữa các quốc gia chỗ nào ta? Mẹ nó có thống kê nữa nè, ghê. Về Wallbox này là giới thiệu thôi các bạn, chưa có gì đâu. Rồi ọt nè, mình nhìn công trình là mình biết ọt nè. Cái thằng người với thằng lùng á nó rất là giống nhau các bạn. Rồi ui, đánh nhau kìa, đánh nhau kìa, đánh nhau. Mấy này nó chia cùng việc tặng lắm. Thằng này là người. Vương quốc, xem vương quốc người lùn orc. Thằng này là chủng chủng tộc người à, nó cái đó là kiểu như giống như là ý đồng hóa luôn rồi các bạn, nó chiếm luôn rồi. Người nè, bên này người lùn sao rồi, người lùn thì nó nghiêng nghiêng về sắc đỏ các bạn. Mấy cô tộc người nó ghê gớm lắm anh em. Xem vương quốc, kiểm tra thông tin vương quốc là không có chiến tranh với bất kỳ nước nào đó. Nó bình hồi nãy là nó chiến tranh với cái nước kế bên, mà cái nước kế bên nãy mới bị chiếm rồi các bạn, nó biến thành màu tím hết rồi các bạn. Mình có thể chỉnh được mấy cái này nè,
làng dân số. À, biểu tượng con cá. Cái này là như chưa có đánh hay sao á. Ồ, mình có thể xem được được thông tin của từng người luôn các bạn. Level nè, thấy không? Nó có cái gì nè, nó có hàm mỏ nè, nó có trình độ văn hóa nè, nó có kiến thức về kiếm nè. Nhưng mà cái game nó làm xong hơi thực tế á. Rồi, đây là tình hình hiện tại. Bên này là hai nước rồi, bên này là hai nước rồi, ở dưới đây là lùng đúng không ta? Bây giờ mình không biết thằng nào lùng thằng nào người luôn trời ơi. Thường thường thì xanh xanh này là lùng, à xanh xanh này là người nè. Xanh xanh này là người nè các bạn. Đây, xanh xanh này là người nè. Đỏ là lùng. Thằng nào mà nghiêng về cái sắc hơi đỏ đỏ là lùng. Thằng tím này á theo mình biết theo mình nghĩ nó cũng là lùng luôn. Để coi coi nó có cái gì khác biệt không ha. Cái thằng Ron này nó rất là kỳ nè, nó có chiến tranh nè các bạn, nó đang chiến tranh với cái tộc Orc nè. Tộc Orc là cái thằng Strong Pozio nè. Đâu rồi, thằng Strong Pozio nằm đâu, ở đây hả? Ủa sao mà nó gây chiến xa vậy? Endrim nè. Về cái thông tin á, thông tin mình có thể coi á, thì cái thằng Orc này nó không thích người, nhưng mà cái thằng lùn này là không thích tiên. Nhưng mà mình bật cái chế độ mà nó có thể nội chiến mà. Ui. Ui. Ọt qua đánh người rồi. Chết rồi. Bay lên đường rồi tụi bay ơi. Không có thể nào mà cứu được nữa rồi. Mấy thằng ọt này nó máu chiến quá. Rồi xong luôn rồi. Rồi. Là người bị tiêu diệt rồi các bạn. Mấy thằng ọt này máu chiến quá. Ồ, nó cầm gậy gỗ các bạn, nó cầm gậy gỗ nó qua đánh người ta. Trời trời trời. Đó 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 đó. Hang này hang ọt luôn nè, nhưng mà nó đã chia vương quốc rồi. Tao mấy này đánh lộn chưa? Mình nhớ là mình có thể coi cái quan hệ, cái mối quan hệ. Ý, vua nào chết nữa rồi, chắc chết già quá. Ok, tụi bay tím, tụi bay chiếm đi, đừng để ọt nó chiếm hết. À, lính gì đông vậy? Nó đang làm mỏ các bạn này nè, nó đang khai thác mỏ. Ý, tên ok hả, thật thà thiên tài đu đuối. Tóc hai chùm là biết rồi, mày để tóc hai chùm là tao biết rồi, không ngoan. Rồi. Dưới đây người thì đang khá là ổn. Nhưng mà chưa có cản các bạn. Chưa có cản. Đây, thông tin về thế giới đây các bạn. Mình đã được tuổi thọ của thế giới của mình là được 100 rồi, 100 101 năm rồi nè các bạn. Bữa các bạn hỏi mình á là ủa đang đánh nhau. Bữa có bạn hỏi mình là đời đời của nhà của cái mấy cái dân ở đây nè, đời của mấy cái nước á, nhưng mà thật sự mình cũng chẳng biết đời của nó nữa. Thì mình thấy nó tấn lên tới những cái đời sau á thì nhà của nó to hơn rồi, nó xây được cảng rồi, nó đánh bắt đầu đánh cá vân vân, nhưng mà mình chưa bao giờ lâu tới một cái mức mà cho nó phát triển tới tới cái đời mà kiểu như cái đời cuối mà bạn nó nói á, cái đời cuối. Hoặc là bạn đã hỏi là có bao nhiêu đời thì mình cũng chẳng biết. Thôi. Ở như ở cái game này mình chủ yếu là mình xem các cuộc chiến tranh giữa các nước nè các bạn, giữa các tộc nè. Má ơi, mình mới nói mình chưa nói hết cái lời của mình nữa mà thằng ọt này nó đã chiếm gần hết rồi các bạn. Nó chiếm gần hết luôn rồi. Châu Á, châu Phi nè. Châu Á, châu Âu. Rồi rồi đây nó sẽ chiếm hết khu này luôn. As a brief ghê ha. Đó, nói chung á là đời của
của những tộc trong cái game này mình cũng không nắm. Khi nó mạnh, khi mà nó lớn mạnh tới cái một cái mức nào đó, mình chưa có bao giờ mình treo máy tới cái mức đó các bạn. Kiểu như là mình sẽ chơi một cái vương quốc, mình sẽ save lại, mình sẽ coi vương quốc đó nó phát triển mạnh tới mức nào. Việc đó mình sẽ làm các bạn. Mình sẽ làm thử coi. Rồi. Tạm gác lại cái việc đời của nhân tộc ở đây thì mình xem nó. Ồ, cái tộc orc này nó đã rất là mạnh rồi, nó đã mở rộng ra gần hết rồi các bạn, nó chưa có xuống tới đây. Để mình kéo cho nó một đường xuống đây coi nó dám băng xuống Bắc Cực, băng xuống Nam Cực nó chiếm không ha. Tại vì mình tạo lính ở đây là hơi khó nè, mình tạo như là mình tạo không được luôn á. Để mình xây cho nó một khác đi ha. Ok chưa? Ok la. Rồi, dám đi xuống không? Đó 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 đó, đó mò xuống. Nè, nói với miền đất hứa rồi nè. Đó đây rộng rộng chút. Rồi, nói tụi bay với miền đất hứa rồi đó. Ui. 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 Đu. Ghê vậy. Tụi bay tính chinh phạt cái chỗ này luôn à. Để mình xóa cái này đi các bạn, cho đẹp. Cho đẹp con đường của mình. Đó bớt. Đó. Xuống đây. Xuống đây đi. Xuống đây đi bạn ơi. Coi dưới này có cái gì. Đó bớt. Nó chiếm tới đây nè. Rồi. Để coi nó. Nó có cử lính xuống không? Người nó hùng mạnh, chỗ chỗ này hình như cao quá hay sao nó chưa chiếm được, quá mạnh luôn các bạn. Mình đặt nó ở đây đúng không, mình đặt nó ở đây là nó ngon đúng rồi, ngay cái chỗ Tây Á luôn các bạn. Cái khúc này nó chia vương quốc rồi các bạn, hang này nó chia vương quốc rồi. Ồ ghê nha, khi mà nó nhiều quá nó sẽ chia vương quốc nha các bạn. Dân làng giận dữ. Đây, những thành phố nè các bạn. Vậy là mình đã mở một cái chức năng, nó có những cái chức năng mà mình có thể tắt mở các bạn, là những cái tộc á nó có thể chia 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 vương quốc ra và những vương quốc đó nằm kế nhau các bạn. Nhưng mà mình không biết là hai này nó có đánh nhau không. Để mình tạo ra một cái cuộc giao tranh nhỏ nhỏ đi ha. Tạo ra một cuộc giao tranh nhỏ nhỏ giữa hàng này đi. Đó. Đầu có nhiều sẽ có nhiều trò vui để mình coi. Ồ, nó đánh nhau rồi kìa. Mà nó chưa có xâm chiếm các bạn. À, hàng này cũng ngỏm mà. Nó quả đánh luôn rồi kìa. Hàng này ngỏm của tỏi sớm thôi. Vua đâu rồi ta? Không có vua à? Hình như vua chết rồi. Nó quay lại luôn rồi các bạn. Nhanh lắm. Thằng này chắc cũng lẹ. Thằng này nếu mà mình cho nó đánh nhau chắc cũng lẹ các bạn. Làm gì có dữ dằn dữ gì. Rồi mình sẽ cho hai thằng này nó mạnh tới một cái mức cùng cực luôn. Lính nhiều rồi nè. Đâu rồi, quân đội tụi bay đâu rồi? Chưa có cản các bạn. Sau này ha mà nó mà tụi nó có cản là bắt đầu tụi nó cho lính vô cản nha, bắt đầu. Ồ nó đi đường biển. Thằng nào chết rồi? Má vua. Xong. Này cái thằng vua này chết các bạn. Mẹ lên đây trồng lúa luôn, má nhức đầu mấy này thiệt chứ. Biết bao nhiêu chỗ rộng rãi không trồng. Tụi lên trên núi trồng lúa, tụi bay đi thích ăn lúa nương à. Cái gì vậy? Có chuyện gì vậy? Rồi nó chiếm tới đây rồi các bạn. Nó cho thằng dân chạy vòng đây, chắc chỗ này nó không chiếm được nữa hay sao. Mấy con gấu Bắc Cực này kỳ vậy. Để mình tạo ra một cái ốc đảo ngay chỗ này. Ở đây nó có một cái gì đó
Nó bị lính rồi vô đây là nó dính đam các bạn. Ok. Ở đây như là núi núi tuyết quá cao hay sao á. Núi tuyết quá cao hay sao các bạn. Ừ, chắc vậy. Ok, bây giờ mình tạo sơ sơ ra một cái đồng. Nếu mà mình tạo đây là nó có thể qua nó chiếm luôn á. Vậy là đây là một cái vùng núi cực kỳ cao, không khí loãng cho nên mấy con gấu nó ăn đàm rồi các bạn. Ơi ơi, tại sao giết gấu? Mẹ. Đây. Mấy con gấu này nè. Mấy con gấu lớn á, mà các bạn thả ở những cái vùng băng tuyết á, thì nó sẽ biến thành gấu Bắc Cực luôn. Bây giờ mình mới biết. À, cái khu cái đám này nó hết lan ra được luôn rồi. Nó phải có đồng bằng, nó phải cái này nó phải có đồng bằng nó mới lan ra được. À, mình sẽ cho một con gì đó ở đây coi nó có đánh được không, con châu châu con tê giác đi, có đánh không? Oi oi oi, nó bắn các bạn. Nó bắn xa lắm, xa lắm, nó bắn xa lắm, nó bắn con tê giác chịu không nổi luôn mà, người thiệt chứ. Ở đây nó chia ra rồi, những cái vương quốc bắt đầu nó tách ra không. Rồi đám này ở đây chắc sẽ ra đây dựng dựng lán xây nhà đó. Rồi sao có con chuột hả, con gấu các bạn, gấu to, gấu to nó như bình thường thôi các bạn. Ọt lúc nào cũng là một cái thế lực gì đó khủng khiếp, máu nó trâu, có cái phần máu cơ bản nó trâu, đam nó to hơn. Mà mình không hiểu cách nào mà để cho nó bớt cân, bớt nó thêm cái sự cân bằng nữa, trông chờ nhà phát triển thôi các bạn. Ọt quá mạnh. Ok, bây giờ mình thông đường, chúng ta thông đường, thông đường, nhưng mà chỗ này thì làm sao qua đúng không, khó qua lắm. Ở đây người người thì càng đông, mình có thông tin thế giới rồi. Ồ, lạc quan cái là qua 80 năm rồi các bạn. Có chút xíu rồi mà là 80 năm, cả một đời người luôn á. Từng cái đợt vua này chết đi, tới vua khác lên ha. Ui, đám này qua nè. Có đánh không? Có đánh không? Có đánh không các bạn? Ngón tay này là khiên các bạn. Ơi, ngón tay là cái gì? Sao chép hả? Mình có thể đem một thằng hay sao á, phá quá các bạn. Hình như mình có thể thể khiêng á, mình có thể khiêng nó đi hay sao á. Mình nhớ là cái gì nè, có thể di dời được á. Rồi cái đám này mạnh rồi nè, không biết nó chịu, nó đánh lại 500 mấy lính không, mà thấy chưa gì mà nó ăn đòn rồi đó. Mình thấy chưa gì mà nó hơi có ăn đòn nhẹ đó. Đâu, hang này có gây chiến với nhau chưa? Chưa, nó bị vướng cái vùng núi đá nè. Bây giờ mình sẽ cho nó cái đồng bằng nào đó đi ha, cái đồng bằng đi ha. Xuống đây có đường rồi đó, có đường rồi nha, đừng nói không không có đường không qua chiếm nhau được nha. Rồi ok, được rồi đó, nhỏ chơi đường nhỏ đúng không, kênh đào Panama là mình lắp luôn rồi các bạn, không có giá trị trong game này. Nó sẽ có một cái giá trị nào đó ở game khác nhưng mà không có giá trị trong game này các bạn. Rồi lính mấy này đâu, ôi ơi trời ơi trời ơi, bắn chó luôn, bắn bắn khỉ luôn. Ô vãi, mấy con khỉ. Oh shit, oh shit, trăm mấy chục tuổi, 173 tuổi, đù. À, sự nói vậy có bầy khỉ hay gì vậy? Thả con nào dữ dữ ra cho mà cho đập tụi bay chết cha tụi bay luôn vợ.
Thả con gì giờ? Thả con này xuống đi. Đánh đi, đánh đi, đánh đi. Đánh đi. Nó coi 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 bóc đá trời kìa các bạn. Mẹ. Vãi thật. Ê này, này có cản rồi. Ọt này có cản rồi các bạn. Ọt này mạnh nè. Ù mẹ ơi, nhìn nhà của nó kìa, hấp dẫn thiệt chứ. Ra đây xây nhà vào đây đi. Dùng giờ mới dùng xung quanh núi đá không à, đâu làm ăn gì được. Bây giờ mình cho nó lên đây cái là nguyên cái đám trên này là bị thằng tộc người dưới đây sang bằng luôn á. Cái này lính thì tụi nó tập trung á, trù chém đầu. Má ơi, sao tụi bay chém đầu vua nhau hết vậy? Ôi ôi, ọt nó phân chia thành bốn nước luôn rồi các bạn. Nó có nội chiến nha, chứ không phải giỡn đâu. Nó đã phân nước ra rồi, nhưng mà tộc của nó thì tộc riêng thôi. Thằng này sao nó đi qua đây ta? Ông hàng này đang có giao hữu. Đang có giao hữu các bạn. Muốn đánh nhau không? Muốn đánh nhau nhẹ không? Cho tụi bay gây chiến. Chiến rồi đó các bạn. Ôi. Kéo qua. Đập nhau. Trời. Này là bên đầu người nè. Thôi xong. Lính tụi bay còn tuốt ở trên núi á, làm ăn gì trển. Thôi xong rồi. Rồi, lệnh dĩ nhiên rồi, lệnh dĩ nhiên rồi, xong. Rồi, cái đám này như rắn bắt đầu luôn. Rồi. Vậy là chi. Rồi, tộc người lên đây chiếm đất luôn. Rồi, nữa tụi bay sẽ chia thành mấy nước luôn. Ọt xong rồi đó, cái đám người lùng là lên đường rồi đó. Còn cái đám ọt này thì đâu không, nó bắt đầu có đánh cá nè các bạn. Đây là, theo mình nghĩ đây là một cái dấu hiệu tiếp theo á, của cái sự lên đời á. Rồi mình muốn nó lên đời phải nói là kiểu như là nó sẽ lên máy bay, nó sẽ có xe tăng, sẽ có súng. Chứ mình thấy mới này mới chỉ có cung nỏ sơ sơ à, chưa có vấn đề gì. Mang này đang đói nè các bạn. Hình như nó bị đói hay sao? Nó bị đói, đúng rồi, nó bị đói nè các bạn. Nó bị đói cái nó mất máu từ từ hồi nó ngõm hết rồi. Ôi, xuống đây đánh nó chứ. Dân tụi bay á, ổng lo lên núi. Đi phượt cho anh hay gì? Ê. Này lần nào đây? Nghe tụi mày là thằng nào? Như của thằng mới chỉ có thằng có cản thôi à. Mới có thằng này có cản thôi các bạn. Ọt với này nè. Vậy là nó rồi chứ không ai hết. Đây con đường ở đây thì đất rộng rãi mà không có gì ăn. Đói chết. Đám người lùng này nó đói quá hay sao á, nó hồ xuống nhưng mà cái thanh đau, cái thanh máu của nó rút từ từ hồi cũng chết hết à. Ê sao bị cháy vậy? Rồi má ơi, 500 ghê thiệt chứ. Rồi bốn quốc gia này mình sẽ cho tụi nó đánh nhau các bạn. Cái này mình bốn thằng này là đều là thù với nhau hết á. Để coi kết quả cuối cùng ai sẽ là người tồn tại nha. Hai thằng này ngang tài ngang sức nè các bạn. Hai thằng này, ba thằng này là ngang tài ngang sức, kiểu như tao muốn chí luôn á. Mình cho nó gây chiến nha các bạn. Cho nó gây chiến kiểu này, kiểu cho nó to ra thần thật khi thế. Ok
nào tôi bay qua, tôi bay đập nhà, tôi bay nói tăng tiếng. Gì vậy? Ở đây thì cái đám tàn quân ở trên núi các bạn. Đâu chưa? Thằng nào tụt tụt dân nhanh là thằng đó biết rồi đó. Này là gì, mấy dân đây? 800 dân à? Không hiện dân lên luôn rồi. Không hiện dân, không hiện nước luôn. Có vua nè. Cái đám ọt này nó cũng ngại đánh nhau hay sao? Nhiều khi nó chặt đầu thằng vua cái là xong rồi. Chặt đầu thằng vua cái là tụi nó về về một nhà. Rồi, tộc người sao rồi? Cái đám tàn quân trên núi sao rồi? Ok, chết hết rồi các bạn. Dân bắt đầu lên đây đống củi xây nhà rồi. Cái đảo khỉ này ghê lắm nè. Đâu, cái đảo khỉ này là kinh hoàng lắm các bạn. Không nào dám qua luôn á. Rồi mình thả thử người không à. Chọi chạy á. À. Ồ, người này ôn hòa với khỉ à. Ọt thôi. Một người đánh nhau nhưng mà thằng người này đánh thắng ọt trời. Con chuột này kích cỡ to à. Cá sấu. Ở cơ quan thử cá sấu không ạ. Hết. Mấy này nó ôn hòa với nhau ha. Ủa thằng này là gì? Bác sĩ dịch bệnh hả? Nó có lây lan dịch bệnh gì đâu. À. Mấy này nó gây chiến với nhau kiểu gì vậy ta? Hình như hết lính rồi, nó không có kéo qua đánh lộn hay sao? Rồi. Cái này mình cho nó hòa bình với nhau được nè. Không, cho nó hòa bình được. Mình phải có một cái thế lực nào đó các bạn. Mình sẽ có một cái thế lực nào đó ở đâu đó. Mình tính cho cái thế lực đó nó ở đây nè. Cái thế lực mà mình xây dựng trên kia kìa. Bây giờ mình phải dò nó ở đâu nữa. Đâu ta? Đây. Chết. Ê, vô qua làm gì? Vô qua hốt xác hả? Hốt xác ai? Cái đám này nó cũng có đám này nó có dân nha các bạn. Dân của tụi nó là có tuổi thọ, có lên cấp luôn á. Không biết nó có lan ra tới ngoài không ha. Qua. Để qua làm gì? Để coi coi nó có lan trên con đường nè. Em mình là nó không có lan trên con đường rồi. Rồi, chúng ta có cái gì nữa đây? Nếu mà mình nó không có ấy thì mình làm một cái đất bằng bằng cho nó. Ok. Lan không? Ồ, đừng có giỡn nha các bạn, nó lan đó. Tới đâu là đất sẽ biến thành của nó hết.
Nó mang ọt ra xuống dưới nạp mạng hay quái gì? Nào đang đánh nào ta? Ở nước Úc này nó riêng, nó biệt lập đó các bạn, nó rất là mạnh. Vậy là nó không có lan, kiểu như không có lan hết bản đồ các bạn, nó chỉ lan trong cái phạm vi của nó thôi. Nè, nó đâu đó tới đây thôi, trong phạm vi thôi. Giống như trên này nè. Từ để mình kiểu như là mình thử nghiệm mà mình làm cái đồng bằng cho nó coi coi nó có lan ra kiểu gì, kiểu cho nó làm cho nó cái đồng bằng cho nó có lan đi vòng vòng không, nó có phá những cái thằng dưới này không đó. Mẹ ơi nó lan ra đó các bạn. Ở đây thì đâu đó tới tầm tới dưới à. Ui nó đang lên từ từ nữa ghê. Nhưng mà để mà nó lan ra hết thì chắc khó lắm các bạn. Đây là cái ER gì đó. Nó update sau này. Từ cái hồi mà mình chơi những cái tập đầu á là nó không có luôn các bạn, lỗi công nghệ nè. Những cái lỗi công nghệ này là đầu tiên là không có luôn á. Nó là kiểu nó đất của thằng này luôn á. Nó kiểu như nó chiếm đất luôn các bạn. Ồ làng mới hả? Đâu rồi, Ovis gì? Là all with gì à, trên này ha. Ok. Thành lập làng rồi. Để mình xây ở giữa coi. Ở đây mạnh đúng không? Ở đây mình thả một cái con gì đó nó giữ giữ coi. Có một cái con nào đó nó giữ giữ không? Mọc lan trên đất, nuốt chửng mọi thứ trên đường. Mình thả đạn nhẹ con rồng đi các bạn. Rồi mấy vòng rồi đó, mình thả bé rồng xuống, bé rồng đâu rồi, đi đâu à? Ok hai con rồng cũng đánh phá vậy ha. Mình sẽ có một bầy rồng. Mình sẽ có một bầy rồng. Ơ nó ngủ nữa nè. Đủ chưa ta? Thôi, tạm rồi đó. Tôi bay mạnh lắm đúng không? Để mình coi coi con người những sinh vật ở vùng đất trung địa này, không riêng con người các bạn. Có ép, có ọt. Để coi coi sống sót như thế nào. Ủa, không có ai đánh mấy con rồng này luôn. Có đánh không? Ngủ nè. Mình nhớ là mấy người. Ui vãi thiệt chứ. Mấy người có cung tiễn rồi tùm lum la hết mà. À ghê vậy trời. Còn mấy này dưới đây sao? Nó có bắn rồng không? Ồ, mấy này đánh rồng các bạn. Mấy này nó có đánh rồng nhưng mà chắc không 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 xi nhê rồi. Một con rồng rất là trâu. Vương quốc thì cháy xém hết rồi.
người thì chạy loạn. Cái rồng nó mệt quá, nó ngủ các bạn. Rồi, chúng ta bên này là tiêu rồi đó. Để coi coi mấy con ọt này có thể chống chịu được không. Tổ ong, rồng, bướm bướm. Hết rồi hả ta? Nó còn kiến đen nè. Ủa mẹ, con chuột này nó có cái gì vậy ta? Nhỏ nè. Có dịch bệnh không? Ừ nha. Nó cắn thằng này rồi nè. Nó cắn thằng này rồi đúng không? Nó không như zombie các bạn. Trời ơi. Đảo lên đảo xuống cái là thằng này còn 400 mấy. Hai thằng này là một rồi các bạn. Hai thằng này là một nè. Rồi. Nghĩ không bao lâu nữa là những con người cuối cùng sẽ không chịu nổi cái cuộc tấn công của bầy rồng này rồi. Ê, mình thấy đây đúng là một cuộc thảm sát luôn á, trong khi rồng lại không bị giết các bạn. Từ từ để mình dừng lại một cái nha, để mình thả ép xuống coi. Để coi coi một cái tộc chuyên về cung có chịu nổi không. Ở đâu ớt ta? Rồi. Nên từ từ nó có nó ồ nó chưa có mấy thằng này nó chưa có cái gì luôn. Tại vì F đã bị tiêu diệt hết rồi. F đã bị tiêu diệt toàn bộ rồi các bạn. Không còn F nữa rồi. Trời ơi, thằng này tiêu luôn rồi các bạn. Mình nghĩ nó là một cái tập cực kỳ mạnh mẽ đó. Ở đây mấy cái lỗi công nghệ này nó đánh lại rồng nè. Mấy này như nó chạy lại hay chạy nạn xuống hay sao. Là rồng bay vòng vòng. Hết chiếm vô đây rồi. Nó kiểu nó phun theo theo đường á. Vua chết. Hai này nó hưng thịnh lắm các bạn. Thằng này nè. Hai này nè. Hồi nãy nó là 700 mấy dân luôn các bạn. Rồi nó đang đẻ. Nó cũng còn duy trì được. Còn tôi bay đốt cái gì nữa. Đốt chưa hết hay gì. Lâu lâu nó khạc một đường ha. Rồi chưa gì mà tôi bay rồi. Chưa dẹp được cái mối họa chung. Mấy con rồng này coi. Bất tử nè. Phục hồi thời gian nè. Không thể bị điên loạn nè. Kiết lửa là kiểu như nó sẽ kháng lửa luôn á. Ủa chiến binh không, không ngoan. Không có điều khiển được nó ta, chỉ có chọn mấy thằng đang ngủ hả. À, mình có thể theo dõi một con rồng. Lâu lâu nó đi vòng, nó đậu hướng, nó phun phè 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 các bạn. Đây là từ chat theo luôn á. Cù kêu phải trưởng ngủ nữa rồi. Ù nó đánh các bạn, nó đánh kìa. Rồng đậu xuống là đánh á. Đừng giỡn mặt nha, rồng mà đậu xuống là đập á. Không phải chị chơi đâu.
Xem mẹ ra đây ngủ mới ghê chứ, mấy con rồng. Mấy con rồng cùi hủi này. Mình thấy cái tốc độ hủy diệt quá chậm. Mấy này nó kháng lửa các bạn. Mấy này nó kháng lửa cho nên là trời ơi, bây giờ mà còn qua lên đánh mấy thằng cu này nữa. Có cần tạo thêm rồng không ta? Kiểu này thì game sẽ rất là dài đó. Mình sẽ tạo thêm rồng đi ha. Mình nó có thống kê số lượng không ta, nó có số, thống kê số lượng mình đang có bao nhiêu con gì không ha. Ồ, này tin tức của Warbox thôi. Đây số lượng thống kê nè. Được sinh ra nó chỉ thông tổng kết chung thôi. Không có sao tụi nó tập trung vô chỗ này nhiều quá ha. Nó tập trung vô hai trên này nè các bạn. Mà nó không đánh vô những cái vương quốc trong này. Các bạn đừng có đồ đậu xuống là người đập á. Để mình hủy mấy cái đảo trên này đi các bạn. Để cho mấy con rồng này nó tập trung vô, tiêu diệt làng mạc đâu chứ. Sao bạn ngủ dưới nước hết á, ngủ đi. Con ngủ đi. Ngủ gì? Thức hết nha. Không ngủ nha. Mà nó khè hơi ở đây giống như giữ ấm hay gì ta. Ghê thiệt chứ. Giọng khu Trung Quốc này nó thấy lực quá hay sao á. Nó không dám đánh. Sự nổi dậy của bầy rồng các bạn. Lâu lắm rồi á, mình không có tạo ra rồng nhiều vậy á. Nè, mấy con đậu xuống nè, bị mấy dân canh me phun trái đít hết. Mang này không biết là nó kháng lửa hay gì ta. Nè, đậu xuống nè. Mấy con này nó ở đây nó làm khùng làm điên gì ta. Mình hủy cái chỗ trên này rồi mà sao mà tụi bay đi kiếm chỗ ngủ khác nữa vậy. Thứ trong tầm kiểm soát rồi. Chết này. Ủa, đâu còn đây ta? Má mấy người sống dai vậy? Phải trưởng thì mấy bạn người này mấy bạn sống hơi dai á. Con người cuối cùng đếm trên đầu ngón tay các bạn. Chẳng mấy chốc thì vương quốc này sẽ lên đường. Mà trồng nó tụ ở đây nhiều quá. Mấy này đánh rồng á. Mấy con rồng này nó có xu hướng là đảo ngủ hay gì á. Quạo lắm luôn á. Ở đây. Ui, có nó tụ kìa.
Hủy cái đảo này. Ngủ dưới nước hả mày? Mày tính ngủ dưới nước hả? Nó có đảo, có cái đảo chút xíu mà tụi nó cũng ra đây tụi nó nằm được hay thiệt chứ. Này, nó ra đảo, qua ra của quần đảo Nhật Bản nó ngủ nè. Rồi ra Madagascar nằm một đàn ngoài đây nè các bạn. Chơi. Mẹ đang ngủ mà đánh luôn. Không, nó đậu xuống nó phùng phùng hai hai ba cái rồi nó đi. Mấy cu rồng này nó thích mấy cái vùng núi hay gì á. Không tập trung. Có những con mình tại có thể là cái AI của cái game này nó chưa có hoàn thiện các bạn. Bình thường thì mấy những cái con rồng thì nó sẽ tiết kiếm những cái làng mạc nó tới nó phá hoại. Đây đây là một cái trường hợp ngoại lệ. Nó đầy lên để nó ngủ nè, xong rồi nó thức, nó bay qua bên này, xong nó bay về kiểu như là đi theo cái đường á, cái dòng tuần hoàn kỳ cục á, nó không có tập trung nó phá làng mạc các bạn. Tự nhiên nó tập trung ở đây nó phun lửa phì 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 ngay khu này, không có một tác dụng gì cả. Còn rất là ít, không biết là con cua khổng lồ đâu rồi, con cua khổng lồ đâu ta, mình nhớ là nó nằm ở đây hả, cua khổng lồ nó có chịu nổi không? Đây nhà sống dậy vậy đây. Đâu ghê vậy. À, mình còn đội cái nón Giáng sinh các bạn, tào lao. Vậy ngủ hả? Ngủ không? Thích ngủ không? Tao tới tao phá cho tao bay khỏi ngủ nè. Ra ra ngoài đảo rồng nè. Vô. Vô. À, sớm nhiều đánh mình nữa các bạn. Nhưng mà mình đâu có AFK. Ngủ không? Mày thích ngủ không? Mình kiểu như là Godzilla các bạn. Mấy con này là mấy con Ghidorah. Vua chết nè. Thôi, mình cho mấy cái vương quốc này wipe out hết đi. Vua nè. 55. Ồ 55 đâu? Dân ở đây còn 55. À 55 chắc ở góc đó. Thức dậy. Thức dậy. Để mình đi qua đây coi. Bên này có 8 à. Tụi nó sắp sắp lên đường hết rồi các bạn. Ồ, đánh mình kìa. Đúng là siêu cua đại chiến rồng lửa các bạn. Con cua này không phải cua hoàng đế đâu, nó kiểu như là cua Na Uy hay gì ạ? Cua đá. Cua đỏ hả ta? Cua đỏ nào? Cua nâu, nó là cua nâu. Nó giống cua nâu. Còn vua lên đường luôn đi. Còn vua quốc rồi đó. Chết đi. Rồi. Lên. Từ từ hủy rồi. Ui shit, nổ bom nguyên tử rồi. 50 mấy dân nằm đâu ta? Hay là tụi nó trên tàu hết rồi. À, quá trời rồng của mình luôn mà nó tụ ở đâu á? Mang thế lực này thôi khỏi nói tới tụi nó là thế lực kháng lửa không chơi.
Thằng này 50 mấy dân của nó ở đâu là mình đang thắc mắc rồi. Để mình xem. Để mình xem, để mình xem. Không có đánh hả? Nó không có đánh. Có thể lấy băng cướp. Mấy băng cướp này nó không đánh tàu ta. Ôi ôi. Mấy băng cướp này nó có tuyệt chiêu luyện lựu đạn nữa. Đâu? Ma sư. Ok. Đâu để cho nó có. Để coi nó đốt tàu coi. Mà dân dân của nó đâu còn đông dữ ta. Lạ nhỉ. Chắc dân ảo rồi. Xong. Không còn sự sống của con người nữa các bạn. Không còn bất kỳ tộc nào. Mấy thằng hỏa sư này nó có tóc biến hả ta? Ghê. Rồi. Chỉ còn rồng thôi các bạn. Đang ngủ á. Nói chung đây là một cái map làm khá là chi tiết nhưng mà thiếu một số cái. Ví dụ như là quần đảo Trường Sa Hoàng Sa của nước mình nè. Vịnh Thái Lan nè. Vịnh Thái Lan thì vòng vòng gần gần đó nó có Phú Quốc nè. Đâu rồi, bây giờ mình không còn nhận ra được. Không còn nhận ra được luôn các bạn. Tàn phá quá mà, mấy con rồng này nè. Lan lan mạc vậy đó, có còn một thằng á. Chưởng rồi chứ, một thanh niên còn sống. Thôi. Cua không kẹp mày hả? Để cho gấu đánh mày. Sập. Còn thằng nè. Vãi chưởng thì nó chui ra đâu ta, mấy thằng này. Ê, rồng. Mấy thằng này đánh rồng lửa hả ta? Được của nó đấy. Thằng này thì đang đói các bạn. Có mình nó thì đâu làm ăn gì được. Rồi chết luôn. Rồi. Coi như là mình kết thúc cái map này rồi. Với sự tàn phá tuyệt đối các bạn. Không còn sự sống của con người, chỉ còn những sinh vật mà mình tạo ra thôi. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi hết cái video của mình nha. Và hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo.